Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ kênh Thế Anh NDA, kênh chuyên chia sẻ về các dự án iRobot, các dự án IDO, đến từ các nền tảng chất lượng uy tín cũng như là các dự án đến từ các sàn giao dịch. Các bạn đừng quên là nút like, subscribe kênh, chia sẻ video để các bạn có thể cập nhật liên tục những dự án mới nhất là mình thường xuyên chia sẻ với anh em. Nội dung video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn dự án Shipley Fluency. Dự án ngày hôm nay thì có cả một cái ví lạnh My Treasure. Dành cho người đứng đầu, đứng top, nhưng mà thôi vì lạnh thì mình không quan tâm, mình chỉ quan tâm token thôi. Trong dự án này thì những người sẽ chọn là một người may mắn, mỗi người sẽ nhận được 1.000 token Shipley. Tham gia vào dự án hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới mô tả video, sau đó các bạn đăng nhập tài khoản Twitter hoặc là Google. Ta sẽ dùng cái thao tác của quyền ứng dụng để đăng nhập. Ta sẽ làm nhiệm vụ đầu tiên, đó là chúng ta chia sẻ một cái bài đăng về Shipley trên Twitter. Ta nút retweet, cứ làm trực tiếp cho nó nhanh. Ok, còn ta nút con tin. Ta có một nhiệm vụ follow ở trên Twitter nữa, chúng ta mở nhiệm vụ follow ra. Ta nút follow, sau đó thì các bạn nút con tin, bạn join tiếp vào kênh Telegram cho mình. Khi join thì bạn chú ý là có nút xác minh người thật captcha, chúng ta ấn vào nút visit website, chúng ta mở ra con tin luôn. Nó sẽ có vài cái câu hỏi thì ở đây có đáp án cả cho anh em rồi. Đấy, câu 1 là có cái chữ IELTS cuối cùng ấy. Câu 1 là cái nào dài nhất đúng không ạ? Whitelist. Có câu lot, có chữ lot cuối cùng. Rồi câu tiếp theo là chúng ta sẽ chọn là on about the above. Above. Tiếp theo là cầm địa chỉ ví thì các bạn dùng VSH ở trên Chat Wallet hoặc là MetaMask cho ta copy phần địa chỉ VSH, sau đó qua trẻ các bạn paste vào, chúng ta ấn vào nút con tin, hoàn tất quá trình đăng ký. Rồi vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau đến với nền tảng Shipley Fluency, một trong một chương trình iLoop để các bạn có cơ hội nhận được các cái giải thưởng rất là hấp dẫn như là ví Treasure, rồi cái token của dự án. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn anh em theo dõi video và xin chào các bạn video tiếp theo.